muốn làm đẹp cho không gian nội thất thì triển ngay em tấm ốp nhựa giả đá này cho Kim Hoa là đảm bảo xuất sắc luôn. Từ ngày hôm nay khô ráo rồi nên các anh chị có thể ốp trực tiếp tấm ốp luôn, không cần thi công trước một hệ thanh đà. Tiếp đến là dùng dao trọc để cắt và tách tấm ốp theo kích thước cần dùng. Tại những vị trí đặc biệt như là ổ điện thì chúng ta có thể dùng máy cắt cầm tay để cắt cho chi tiết hơn nha. Bây giờ thì anh thợ đang bôi keo lên tường. Nếu mà các anh chị không có thích thì mình có thể chọn cách bôi keo trực tiếp lên tấm ốp cũng được luôn nha. Các anh chị thực hiện ốp các tấm nhựa giả đá lên tường lần lượt cho đến khi hoàn thiện công trình là được rồi. Rất là dễ thực hiện đúng không ạ? Các anh chị đánh giá sao về công trình này? Hãy để lại comment cho Kim Hoa được biết với nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.